rất là nhiều luôn. Cái này phải 20 cân đấy nhờ. Được không? Cái này nó rơi vào tầm 18 đấy. Ôi ôi, đây này các bác, đất này. Ui, đây không còn không chống đến đất rồi các bác. Chật bánh. Xong rồi, nhà đang kiêng cấm không được vào. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10, 19, 20, 18 là 18 tờ. 18 tờ thì không có thêm đâu. Anh có tiền lẻ không? 200 không? Anh không có đâu. Thôi không có 200 thì coi như là Trọng Khương xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả mọi người lại tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Các bác thân mến, hôm nay Trọng Khương này có mặt tại một cái đầu đường đi rất là khó khăn. Cũng có thể là cái này là thước phim đầu tiên của Trọng Khương lên ghi hình. Cũng mong sẽ được quý cô bác anh chị sẽ đồng hành cùng Trọng Khương và cái cung đường này đi đến đâu thì chắc rằng nếu như mà các bác có thể theo dõi những cái thước phim ở trên kênh Quyền Yển và Kết Nối Yêu Thương thì các bác có thể nắm được hiện tại đang cái cung đường mà di chuyển đi nhà của anh A Hầu của bác ạ. Trọng Khương cũng có đi được một đoạn ở dưới kia lên đến đây rồi, đường đi khá là vất vả và cháu cũng không biết là từ đoạn này lên nhà A Hầu sẽ đi được nữa không cô bác, tại vì là vừa rồi là ở đây mưa rất là to cô bác ạ, bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và ở đây cũng có một tin rất là vui cô bác. Cháu Khương là vừa rồi thì có nhận được một bác ở bên nước ngoài có gọi điện cho cháu Khương và muốn là cho cháu Khương lên đây để ghi hình về cuộc sống của anh A Hầu, cũng như là cái đoạn đường từ dưới đường ô tô dưới kia lên đến nhà A Hầu là khoảng bao nhiêu xa, và đi thăm dò trên kia là có bao nhiêu hộ dân, là cô có muốn là tài trợ là đến cái cung đường ở đây là cho một cái đoạn một cái cung đường bê tông nhỏ nhỏ để đi xe máy đi lại lên trên kia ấy, cô bác. Thì không biết là xem để cho cháu Khương đi xem là áng chừng là khoảng bao nhiêu tiền và báo lại với cô ấy cô bác. Thì cô có gọi với cháu Khương là xem là có muốn làm về đường không, nếu như mà muốn làm đường thì cô sẽ xem xét nếu như mà cung đường từ đây lên nhà Hầu là khoảng bao nhiêu tiền và áng chừng và báo lại với cô ấy cô bác. Và ngoài ra thì cháu cũng có thêm một cái món quà rất là lớn đến với anh A Hầu cô bác. Lúc nãy thì cháu có gọi cho anh A Hầu rồi, anh A Hầu là đang ở trên nhà. Và bây giờ thì cháu Khương xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả mọi người sẽ theo chân cháu Khương đã đi lên trên nhà anh A Hầu và chia sẻ cái cuộc sống của A Hầu như thế nào cô bác nhé. Cháu cũng mong là sẽ đi lên đến trên kia thôi cô bác, tại vì là đường cũng đi khá là vất vả. Nếu như mà đi bộ thì cũng được thôi, nhưng mà khá là xa, với lại leo dốc ấy cô bác. Ở đây thì toàn đường là xếp thành những cái viên đá là đi chung với nhau thôi các bác ạ. Đây là cái đoạn đường này là xe máy họ cũng để đây, không biết là có lên được không nữa cô bác. Họ chắc là không dám đi là vứt xe ở đây này. Thôi cháu sẽ trải nghiệm và sẽ thử thách cái bản thân của mình xem là có đủ để tài năng là đi lên trên nhà Hầu được không cô bác. Tại vì là cháu Khương thấy nhà A Hầu ấy thì là anh A Hầu toàn là đi xe máy lên đến nhà thôi. Chung là cái đoạn đường này mất đà cái là không thể lên được các bác ạ.
đá rất là to này. Ra là cái đoạn đường này là đi xe còn chậm hơn cả đi bộ ấy các bác, tốn rất là nhiều xăng. Thứ nhất là vừa chậm lại vừa tốn xăng nữa. May là đường này nước có đi theo đường ấy, thế nhưng mà đất đỏ ấy thì là khả năng là sẽ không bao giờ lên được rồi. Mày là đất cát các bác ạ. Ui. Đây thưa các bác anh chị, là bây giờ hiện tại là cháu Khương đang đứng ở đây là gặp được 2-3 căn hộ đầu tiên rồi. Đây là một căn hộ này, 2 căn này, 3 căn. Đấy còn nhà anh Hầu là ở tít đâu trên kia kìa các bác. Đấy, ở trên hình nhà ở chỗ gốc cây kia kìa. Và ở bên xung quanh này thì còn mấy nhà nữa. Đấy, cung đường đi lại rất là nhiều đá và di chuyển rất là khó khăn các bác. Đấy, bây giờ là cũng muốn là thử thách. Lần sau đi chắc là không dám mà đi xe máy lên đây rồi. Để dưới kia thôi các bác, đi toát mồ hôi hột luôn đấy các bác ạ. Rất là ghê gớm luôn. Bây giờ đi lên còn dễ hơn, sợ là lúc đi xuống ấy thôi các bác. Bây giờ sẽ tiếp tục hành trình các bác nha. May là lúc nãy là đi là đổ đầy bình xăng rồi, không là đến đoạn này mà bị hết xăng nữa thì chắc là chết dở luôn ấy. Rất là xa trung tâm xã cũng như là trung tâm thị trấn huyện quá, ở trong cái khu rừng già luôn rồi. Ôi trời. Toàn là xếp đá cạnh nhau mà đi lên thôi các bác. Ở đây họ cũng có trồng khá là nhiều ngô này. Ở đây được cái là ngô tốt phết đấy. Họ để xe ở đây có biết đi được không ấy. Chật bánh. Xong rồi. Bị chật bánh quá, trơn quá. Lên được đâu. Đá rất là trơn các bác. Vừa đi là vừa ghi hình cho các bác cùng biết thì hai anh em là đi chung một xe các bác ạ. Một bạn là Clamen nữa. Nên vừa đi phải chờ thôi. Nếu đoạn nào ngồi được là hai anh em sẽ đi cùng nhau. Còn đoạn nào mà không đi được thì là sẽ xuống. Nhấc hẳn đầu lên cao lắm. Lên. May là chúng cháu đi chương trình thiện nguyện là cũng đi toàn những cái cung đường khó. Nên là những cái chỗ như thế này thì nói chung là cũng thấy là khá là đặc biệt quá.
lên được rồi. Hay à, thật sự rất là mệt cô bác. Một đoạn đường rất là xa luôn. Bây giờ có thể bác nhìn thấy là đi tít dưới kia là một cái đường bê tông này. Đường bê tông nhà anh Hầu từ dưới kia lên thì nếu như mà qua màn hình nhỏ thì các bác nhìn là một đoạn đường ngắn thôi, thì nó là không phải là đường thẳng. Nếu như mà đường thẳng đi lên thì không bao giờ lên được đấy, phải đi ngoằn ngoèo của bác ạ, phải đi cua khúc này cua đến khúc kia thì nó mới lên được trên này đấy, rất là vất vả. Bây giờ là thường xuyên là anh Hầu là đi chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn ấy thì cũng rất là vất vả luôn cô bác, phải đi từ nhà xuống đi xuống dưới kia và mới có đi được. Đấy, ở nhà anh Hầu thì là rất là cao luôn đó. Bây giờ là sắp đến nhà anh Hầu rồi cô bác. Cô bác anh chị là bây giờ hiện tại cháu đã có mặt tại nhà của anh A Hầu rồi cô bác. Là một cái nhà sàn của nhà anh A Hầu cô bác ạ. Cũng lần đầu tiên cháu Khương lên ghi hình cho các bác cùng biết. Thế hôm nay thì không biết là anh A Hầu lại đi đâu rồi. Đóng cửa rồi cô bác. Cô bác anh chị này là cái con chó của nhà anh A Hầu này. Trông rất là hiền này cô bác. Quen luôn rồi. Không biết là anh A Hầu đi đâu rồi cô bác ạ. Không thấy ai ở nhà cả. Ô, sao trên kia có dán cái gì trên kia kìa cô bác, cửa kìa. Và lên xem là anh A Hầu có ghi cái gì ở trong này sao. Ui, cái thang đi lên này làm bằng gỗ cô bác ạ, từ chế luôn đấy. Cửa thì khóa rất là chắc chắn này. Trong này không biết là có ghi gì đấy. À, nhà đang kiêng cấm không được vào. À, ui, anh Hầu là không ghi như này chắc là không cho vào thì các bác ạ. Gọi cho anh Hầu xem thế nào. A Hầu TV này các bác. Alo. Ôi. Anh Hầu à? Anh đây. Anh đang ở đâu ấy? Anh đang ở trên rừng. Trên rừng á? Em đang ở nhà anh mà không thấy anh ở nhà. À. Chú mới lên à? Vâng, em mới lên đến nhà anh. À. Anh đang ở trên rừng này rồi, cũng đang chuẩn bị về rồi, đang trên đường về rồi. Anh lên trên rừng làm gì đấy? Anh lên trên này năm ngoái anh chăn dê đấy, gặp tổ ông ra xem còn không, nhưng mà lấy được tổ to lắm. Thế á? Ở tận đâu anh? Ra đây hỗ trợ anh một đoạn đây. Ông gì đấy? Ông Khoái. Khoái à? Ở tận đâu anh? Ở cái chỗ đường đi vào đám đường của anh trước anh cày ấy. Đi bây giờ em đang đứng ở trước cửa nhà anh thì không biết là đi em bây giờ nhà em đang đứng đối diện với cửa của nhà anh ấy, bên tay trái bên tay phải đấy, nếu mà em đi ấy. Em nếu mà nhìn mặt quay ra cửa thì em đi lối tay phải. Lối tay phải à? À vâng. Thế anh cái đường mòn xe con đuổi xe máy đi được ấy. Vâng. Anh đang đến dọc đường rồi. Thế chắc để xe ở đây chứ đúng không? Ờ. Để xe máy ở đây chứ hay đi xe máy đi? Thôi thì xe máy để nhà đi, bây giờ cũng cách nhà mấy trăm mét thôi mà sắp đến rồi. Vâng. Thế anh ở đấy đợi em đi. Này. À, anh Hầu là đang đi trên rừng của bác ạ. Thế bảo là đi thấy cháu bảo cháu Khương là bây giờ nếu như mà mặt đang đối diện với cái ngôi nhà thì là bên tay phải. Thì cháu nghĩ là chỉ có đi đường này thôi. Ui dồi ôi. Nhà này cô bác. Nhà anh có trống ở một cây ở đây này. Nguy hiểm quá. Đây là cái cột nhà mà mục hết rồi này. Ui dồi ôi.
đây này có bác đất này, ui đây không còn không trống đến đất rồi các bác, đây này mọt hết luôn này, ở đây còn có cả mọc nấm rồi các bác ạ. Đấy. Ui nguy hiểm quá này, đứng ở đây lâu khi sập vào đầu còn không biết đấy các bác. Bây giờ sẽ đi đón anh Hầu xem là tận đâu. À, đây có một cái chuồng lợn này. Nói chung là anh Hầu là cũng làm được khá là nhiều việc. Hôm qua là ở trong rừng này thì cũng không có tiện đường ấy, phát triển cái gì cũng rất là khó. Ở đây măng mọc nhiều thế, toàn măng vầu thôi. Ôi ôi, măng rất là nhiều luôn này. Và mùa măng đến là nhà anh Hầu thì tha hồ ăn luôn các bác. Có một cây mới mới đang chặt này. Ai chặt đây? Ồ. Chỗ nhà anh Hầu thì là cũng ở trong bên trên nhà là cái chỗ rừng sâu rồi các bác ạ. Rất là nhiều cây. Cây vầu, cây tre thì cũng có mấy khúm ở đây này các bác. Ui, quả măng này chất lượng chứ. To thế. Xanh lè luôn các bác. Này để sang năm là thành lại thành cây rồi. Ô. Ô, anh. Ôi dồi ôi. Tìm anh mãi. Anh vừa tìm về. Trên rừng á? Sáng rồi. Đi từ sáng rồi á? Đói quá. Một ông anh bảo lấy được ở đây á? Đây. Ờ. Một mình anh đi à? Một mình thôi, không có người cầm máy quay nên không quay được ấy. Hôm nay là cũng về nhà là tự quay ở nhà luôn à? Ờ không, hôm nay anh không quay ở nhà, hôm nay là tối hôm qua anh về nhà ngủ xong anh đi lên rừng sớm. À. Tranh thủ hôm nay là chặt thêm mấy cái cây để đi chóng gia cố thấy cái phần bếp của nhà anh ấy. Anh thì cây lao xuống dưới này rồi, bây giờ là anh lúc đây anh để cái sọt ở đây xong rồi thì bây giờ đường vòng này xuống dưới cho mới lôi cây về. Cú về đây thì hỗ trợ anh một đoạn này, buồn anh nóng quá rồi. Đi từ thì bây giờ em hỗ trợ cái gì anh nào, cho em làm cái gì? Em bắt cây, em bắt cây đi. Bắt cây à? Ok, thế anh đi trước đi. Quay về nhà nói chuyện với anh Hầu thôi các bác. Ở đây khá là nóng. Em có nàng đang bảo là đi theo đường này cơ. Mày thấy anh Hầu ở đây luôn rồi. Không, cái đường này đi vào cái đám nương, còn đi vào đường này mới đi vào rừng. À trong này còn có nương nữa? Ờ trong này có nương mà. Nương của anh đang trồng ngô bên kia. Còn đi lối này thì đi vào rừng. Lối kia thì đi vào cái đám nương. Nương anh vụ này anh trồng cái gì ấy? Trồng ngô. Trồng ngô à? Ừ. Trồng hết chưa? Trồng hết rồi. Lên chưa hay là mới trồng? Mới trồng hôm kia. À, em thấy ở chỗ nhà anh trồng ngô rất là tốt nhỉ. Ừ. Đây dưới kia em thấy mấy ruộng bậc thang ấy kia họ trồng ngô rất là tốt luôn. Anh em lôi hộ anh cái này nhá. Cái này của anh chặt đấy á? Ừ. Em vừa nhìn thấy lúc em tưởng là ai chặt. Anh lao từ trên xuống dưới này. Đây em chỉ có lôi về thôi. Cũng khá nặng đấy, dài phết đấy. Dài nhỉ. Ok, đi đi. Ui. Không thấy vợ anh ở nhà. Không. Có thấy ai ở nhà đâu, có ghi cái giấy tờ gì ở trong cửa ấy. À, cái này là hôm kia là có người vào trộm thóc, à gạo. Trộm thóc gạo quá. Mất đi đâu hơn chục cân. Em thấy có ghi kiêng vào nhà nên là em gọi điện cho anh luôn là không dám vào. À. Anh phải treo cái đấy thì đỡ trộm. Để vợ anh. Đâu anh? Hả? Để đâu ấy? Để đấy lên luôn đi. Để anh cho mật vào trong nhà đó. Ok. Quay vào trong nhà xong là trống ở đâu á? Anh bảo trống ở đâu? Trống ở đằng sau này này. Sau cái khu ăn bếp này. Yeah. Bây giờ nó đổ hết vào trong kia rồi. Vào góc trong kia. À. Chó này hiền nhỉ? Chó này hiền mà. Em mới ra nó quen luôn, không cắn. Nãy thấy sợ quá, tưởng là nó cắn. Không, con chó này cứ nói chuyện với nó là nó không cắn. Vâng. Nóng.
Đây là sáng nay anh ghi sẵn ở đây rồi. Đây này. Anh treo ở đây. Đây em ra đến đây rồi. À. Thấy nhà đóng cửa như này xong là ghi là nhà đang kiêng cấm không được vào. Thế là em sợ quá này, gọi điện cho anh luôn. Ôi, cửa này sọc sạch đấy. Bây giờ nó nghiêng sang một bên rồi thì khó đóng lắm. Vâng. Em vào nhà uống nước đi. Vâng. Chứ là cũng đã bỏ xuống đi. Hơi tối nhỉ, có điện không? Có. Thế là nóng vậy, là ở đâu cũng nóng gần như nhau thôi nhỉ. Ừ. Đây cũng khá là nóng. Ê, em uống nước chè đi, ngồi hôm nay uống nước chè đi. Mở cái cửa này ra cho thoáng. Nóng quá. Quay quạt sang bên đây đi. À. Em caramel à, chắc không nóng bằng anh em mình đâu. Ui, nóng thật đấy. Sáng nay em cũng gọi cho anh bảo ở nhà thì em mới lên nhà anh. À. Giờ ra thì không gặp anh, may là anh còn ở nhà đấy. Em hôm nay lên thì thôi uống nước xong à, thì nữa em sẽ tâm sự với anh sau. Ừ. À, sáng nay anh đi từ sớm, nếu mà lúc anh em gọi thì anh đang ở dưới này lấy dâu lợn thôi. À. Đợi em mái em không thấy lên thì anh đi vào rừng. Thế chị dâu đâu rồi? Chị vừa nãy còn ở nhà mà. Vừa nãy còn ở nhà xong rồi anh ghi cái biển này bảo là lúc nào em đi đâu làm gì thì để cắm cái treo cái tấm cái tờ giấy để cửa nhà để người ta tưởng mình đi đâu gần đây thì nó không dám vào. Hôm trước là anh vợ anh đi đổi công, anh đi làm thì có mấy trường hợp là cứ rình mò xong là đi đấy. Một hôm thì chắc là ăn định ăn chùm gà, nhưng mà hôm đấy thì may là mấy thằng cò ở cò với cún là đi học về là cũng ở nhà cùng vợ anh nên là nó không dám hô hào thì đông người ấy. Vâng. Thì hôm sau thì đi làm đổi công thì chắc là lúc giữa trưa hay sao đấy là mất ít gạo. À. Nên là tí anh cũng phải chạy ra kia để mua gấp. Thì mất gạo á, mất khoảng bao nhiêu? Tầm chục cân thôi, nó cũng không có nhiều, nếu mà lấy có nhiều nó cũng lấy hết rồi. Phá đi à? Phá vào hay như nào? Nó treo qua cái chỗ lối chỗ bây giờ anh đi chóng ấy. Ừ. Cái chỗ đấy nó sát mặt đất nên là anh không be cái gì cả. Ồ, thế chỗ kia là chui được vào á? Ở cái chỗ đấy nó trèo, nó bắc qua hai cái tre qua. À. Ôi giời. Thế thì đâu uống nước xong anh dẫn em đi xem cái chỗ mà nó bị nó chui vào được ấy. Ừ. Có cần giao cố thêm cái gì để che người ta không vào được không? Cái này thì mai anh sang giao lại. Mai anh sẽ cho cây vào vào giao lại. Thế đi xem tranh thủ đi anh, khá muộn rồi. Đấy. Ở đâu? Đi bên nào đây? Anh đi lấy, anh đi dép. Em phải đi giày. À dép, dép này dép của anh à? Em đi này luôn nhá. Ừ. Ôi ôi, nhà của anh nghiêng hết rồi. Sắp đổ rồi. Giờ sắp đổ nên là anh mới phải đi kiếm cây để chống. À anh lấy cây để chống ở đây á? Ờ. Lúc nay anh bảo chống là chống cái nhà này á? Ờ, chống cái góc bếp này này, góc nhà bếp. Ôi rồi. Đây, hôm trước là có cái trên nó báo là bây giờ nó đổ hẳn rồi. Đây bây giờ cây này là cái này cũng là chống à? Ờ này chống luôn. Hôm trước có chạm mấy được, bây giờ nó kịch thủ luôn này. Có một tí đây này. Bây giờ chống thêm mà góc kia chéo sang bên này đi. Bây giờ nó đổ sang từ bên này sang bên nhiều rồi. Ôi, nguy hiểm chưa. Đây. Đây là cây cột này. Nãy em cũng có xem được một cái cột ở dưới kia mà cũng mục hết, mà cây này cũng mục hết rồi này. Ừ. Bây giờ này. Cái này bây giờ thì nó không đỡ được cái những cái xà ở trên nữa. Bây giờ phải chống thêm. Đây là anh chống một cây này. Đây chống từ đầu năm rồi. Đây một cây này. Không chóng là đổ rồi đấy nhà. Chóng, trong này là hai cây nữa. Nếu mà không chóng thì không có cái đứa để hai cái xài thì nó đổ lâu rồi. Ôi, đây này, các bác nhìn thấy không, cái cột này. Ờ, trước đây là nếu như mà nó lúc nó còn chuẩn ấy thì là nó sẽ thẳng đứng. Thẳng đứng từ dưới chân này lên này. Bây giờ đo xem nào, thấy cái gì đo. Bây giờ cái này là gọi là áng chừng đi. Nó cũng hơi phẳng nên là nếu mà từ chân cột trước đây nếu mà nó đứng thẳng ấy, nó sẽ là lên như thế này này. Bây giờ lên trên này là chưa đến 3 mét thì bây giờ lên như này. Ừ. Là nó mới chuẩn đúng không? Ừ. Ôi dồi, bây giờ mà đo từ đây đi này các bác. Này từ cái cột đây còn chưa đến đỉnh ở trên kia đâu. Đây, từ đoạn này đi. Bây giờ cái chân của nó với lại cái trên ngọn là cách nhau như thế này, là lệch nhau 50 phân.
tầm nếu mà đến đỉnh là tầm 50 phân đấy. Còn bây giờ hỗ trợ anh chóng thêm đi, xong okay. Chiều một mình anh làm nó khó lắm. Không đo à? À phải lấy cây đo đó chứ nhỉ. Đây đèn đo này. Bây giờ thì mình phải kiếm cái chỗ nào tì vào xong là đo thôi. Đúng rồi. Dễ. Cứ chặt đôi cái cây kia xong rồi mang lên trên này mình chặt đo, vừa đo vừa ấy luôn. Nó... Không, bây giờ anh đo kiểu này cho nó nhanh. Anh có làm được cái nhà vệ sinh kiên cố thế. Ờ. Cũng khá mất là nhiều công đấy. Hay là anh từ đổ gạch hay là vác lên? Vác từ dưới này lên mới chở bằng xe máy. Vác dưới này ô tô lên á? Ừ. Cái này, chẳng mất nhiều công lắm à? Ừ, tốn nhiều công lắm. Mất là gần 2 tháng thì vận chuyển. Trời ơi, gần 2 tháng thì vận chuyển bằng cái nhà cấp 4 rồi nhỉ? Ừ. Này bây giờ mà có điều kiện làm nhà nhà cấp 4 ở đấy chắc anh phải làm mấy năm mới xong ấy. Đo xem trống ở đâu anh? Trống là thẳng vào đây luôn. Ôi nhìn ra đây này cô bác, bây giờ nhìn ra cái nhà đằng sau của anh ghê gớm quá. Đây mình dùng hai thanh thì kiểu này cho nó chắc thì ở đây luôn đó, thì nghiêng đó trống chéo. Ừ. Bây giờ mình túm tay lại thì nó không di chuyển đến đâu nữa, bây giờ thì mình chỉ cần việc đo thôi. À, anh đi cắt đi để em cho các bác xem, em vào trong 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 này được không? Ừ, trong này được mà, nhưng mà được đi hình cho các bác cùng xem một chút này, tại vì là thấy ngôi nhà của anh là siêu vẹo rồi. Ôi ôi, những cái lỗ thủng rất là to này cô bác. Đây những cái lỗ thủng như này thì nó chui vào thì bình thường thôi các bác ạ. Ra đây. Cái này là chỗ này là anh kè lên thành một bậc và làm một cái nhà bếp các bác. Còn cái nhà chính với cả nhà bếp là có nối với nhau, nhưng mà bây giờ ngôi nhà thì lệch cũng khá là nhiều rồi. Lấy cái chân cột là ở đoạn này này các bác. Đoạn này này, còn đầu cột là ở bên này. Nó phải lệch nhau tầm 4 đến 50 phân rồi. Cái ngôi nhà rất là nguy hiểm. Nếu mà nhìn thấy thôi, nhưng mà nếu mà gặp một cái cơn bão hoặc cơn gió nào đấy thì sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều đấy cô bác. Bây giờ như thế này thì cũng không an toàn chút nào. Đấy, hôm nay thì mới có dịp lên để ghi hình cho các bác cùng biết về cái ngôi nhà của anh Hầu cô bác ạ. Đợt vừa rồi thì cháu cũng có lên một lần rồi, nhưng mà cũng không ghi hình, không có ghi hình cho các bác xem. Đấy, hôm nay thì gặp anh Hầu là cháu cũng có một món quà đến với gia đình, thì cũng muốn ghi hình cho các bác cùng biết. Vợ anh gọi cho mấy hôm nhưng mà không có thời gian để ra ấy. À em dưới cái đầu kia nhá. Okay. Nâng nâng hẳn lên cao ấy. Đấy. Đây đúng không? Đúng rồi. Ô máy đằng sau này thấp nhỉ? Ừ. Đấy trộm nó trèo qua đây này. Trèo qua đâu? Trèo qua trên này này. Trèo lên trên này á? Ở đây chỉ cần một bước chân thôi mà. Bây giờ mai anh phải rào bịt hết cái đầu hồi kia lại thôi. Ờ. Đây, cái máy rất là thấp của bác ạ. Bây giờ nếu như mà ở trên chắc chưa? Được rồi anh ạ, căng rồi. Này đừng, anh đừng có động gì nhiều quá. Ừ. Đây là chỉ cần một bước chân là từ trên này đi vào được trên mái rồi, là chui vào được rồi. Ủa, cây này có mọt hết rồi anh, cây này có an toàn đấy không? Cái này khả năng phải đo lại để chóng thêm cái đoạn cây vào kia vào đi. Ừ, thế thì đo thêm một cây nữa đi. Chặt đã chống thì phải chống an toàn, anh cũng có ở nhà mấy đâu đúng không? Ừ. Lấy cái cây lúc nãy đâu rồi? Hai cây lúc nãy đo, đo ở đây này. Ừ. Đo đây đúng vào đây này. Anh phải xuống dưới anh lấy cây đã. Lấy luôn con dao anh nhé. Ừ. Lấy một cây thôi. Lấy một cây là được rồi. Đo mình chống ở trên này luôn. Bây giờ chống thẳng là nó đang bị vướng cây này này. Mình phải lấy hai cây nối nó mới dễ, em hiểu không? Mình còn xê dịch được. Nếu một cây thì mình phải chặt dưới. Chống ở đây này, chống ở đây đúng không? Chống chéo ở đây này. Không, chống chéo nó là tụt vào trong, chống thẳng thôi. Chống thẳng. Cái này chống thẳng. Bây giờ mình đang đỡ để cho nó khỏi tụt xuống.
Ok, được rồi, thế này thôi. Bây giờ dao cố thêm một cây nữa. Bây giờ ở có con dao anh ở góc kia không? À đây. Ở cái đoạn này là bây giờ là xem là có bao nhiêu cây cột rồi. Cây trụ của nó đây này, 1 này, 2 3 4 cây. Bây giờ lấy thêm một cây nữa là 5 cây rồi. Cột này, bây giờ là thành 5 cây cây cột ở góc này rồi. Còn bên kia thì chưa trồng được cây nào. Bây giờ thì làm sao để cho chắc chắn để chị ở nhà an toàn hơn. Tại vì là bây giờ là anh Hầu là cũng đi theo chúng cháu là đi làm chương trình thiện nguyện, là cũng đi chia sẻ những hoàn cảnh. Thì hôm nay hôm qua thì thấy lúc này anh bảo anh Hầu cũng bảo với cháu Khương là ở nhà là nguy hiểm quá, là gọi cho anh Hầu về. Đấy, mới có dịp lên đây để ghi hình cho các bác cũng biết. Anh Hầu thì là nhìn rất là phúc hậu luôn, nhìn rất là hiền, nhưng mà vì là cũng không có đủ điều kiện để đi hạ sơn hoặc đi làm chỗ khác. Tại vì nhà anh là từ xưa đến giờ là các cụ là có đất ở trên này, nên là khi mà lớn lên thì anh cũng muốn là ở lại đây để trước đây là chưa nghĩ đến là sẽ di chuyển đi chỗ khác để ở thôi. Bây giờ là xã hội là cũng phát triển rồi, anh Hậu là vẫn phải ở trong cái khu rừng như thế thì thực sự vẫn là tội nghiệp các bác ạ. Trong này là không có nhiều người nữa, nhiều nhà rất là buồn luôn. Ủa, dài rồi, dài còn dài thế, anh cắt đến tầm này đi. Không đo à? Đo rồi mà lệch. Bây giờ mà cái này mà không trống á, nó đổ phát là lôi cả nhà luôn đấy nhờ. Nó lôi cả góc bên này luôn. Tại vì anh làm không gian bếp với lại nhà chính là liền nhau luôn mà. Liền nhau thì nó, nếu như mà cái này mà sập nó chả kéo cả cái nhà to à. Ừ. Em trước hay là thuê máy múc xúc cái nền này hay là như nào? Đào thủ công em ơi. Đào thủ công á? Em đặt trên trước đi. Thế bây giờ đẩy. Được rồi. Bây giờ là em đếm là hiện tại cái góc này là có 5 cái cột rồi. Bên trong là có cái nào nữa không? Bên trong đây có 2 cái này. Đây có 2 cái song song. Bên này còn 2 cái cột nữa bên trong ấy. Ừ, một cái thôi. Một cái. Anh phải trống cái xà này các bác. Để em đếm xem nào. 1 2 3 4 5 cái. Thì cái cột chính là 5 cái, còn bên trong. Ui, bên này có cái nữa, 6 cái. Nguy hiểm quá. Ôi, những cái chỗ này anh phải buộc vào chứ đây này. Ai mà chui vào thì chả chui dễ lắm mà đây này. Cái này buộc mà, nhưng mà nhiều thời gian về lâu rồi thì chắc là cái lạt kia nó bị hỏng. Đây này, bây giờ hỏng hết rồi. Anh giao cố thêm đi, lấy dây về buộc đi, tí anh buộc lại đi nhá. Ừ. Chỗ này nguy hiểm quá, này là có bao nhiêu đồ đạc ở trong nhà người ta lấy hết mất. Anh Hầu là cũng ít ở nhà. Bây giờ còn làm gì thêm không anh? À, không thôi, bây giờ nghỉ ngơi thôi. Anh cũng đi từ sáng rồi. Được cái là nhà anh nước mát thật. Nước nguồn hay là nước mạch? Nước mạch à? Em thấy là có một ống nước to chảy từ đây xuống kia mà. Họ mang đi đâu ấy? Đây là họ dẫn sang xóm mới. À. Trước di chuyển thì đây đi làm nước sinh hoạt. Vâng. Úi xồ. Đây là cám lợn à? Cám lợn. Chị ở nhà là cũng khá là nhiều việc ấy nhỉ, khá là bận đấy. Bận lắm, đi đổi công các thứ, có ngày nào được ở nhà đâu, có nghĩa là có lúc thì buổi trưa còn không được về. Vâng. Đây là cứ kiểu là nhà này có việc là đi phải đi hộ nhau, xong là cứ nhà mình có là người ta lại ra giả công đúng không? Ừ, anh bỏ cái mật ra, tí nó nát hết đấy. Ừ, anh bỏ ra đi. Anh sợ nát hết đấy. Ui. Nặng không? Ui, nhiều thế. Nhiều ạ. Ui, ui. Ui, tổ này to lắm. Tổ này anh trước là có một bác đi trên này để phát rừng thảo quả, thì anh ấy chỉ cho anh đi lấy. À. Anh để ý từ năm ngoái rồi. Đâu, để em kiểm tra xem nào. Thế cũng chắc là nát hết rồi vì xà lắm. Vì đấy còn may là không lao xuống vực.
trên cao à, trên cây hay là nó ở trong hang đá rồi, trong hang đá. Nhưng mà phải thả dây từ trên xuống. Nguy hiểm đấy. Thả dây từ trên xuống, nhưng mà nó có cái kiểu có cái dây nó chùm xuống này. Thì mình lấy cái chỗ đấy để bàn đạp mình chân mình giữ, còn cái dây thừng của mình thì dùng cái loại dây quay ba lô cái làm. Cái quay ba lô nó bẹp ấy. Xin buộc ở trên đấy. Anh trèo cao như thế anh phải có bảo hộ thì anh mới dám đi chứ, đi như này là đứt dây cái là anh này. Cái dây to mà, cái dây kia to lắm, to bằng cái bắp tay này. Anh đi vừa kiểm tra chứ đâu. Mấy lớp vỏ tuyến bóng luôn. Mấy lớp chứ, sợ nó bị thủng. Này mà ngã phát thì không cẩn thận nó thủng hết. Buộc xem nào. Đây buộc mấy cái nút này. Đấy, xong đấy quên không đem dây chun theo, không đem dây chun theo thì buộc cái miệng này thì nó chắc chắn hơn. Vâng, nên xé cái túi bóng khác để buộc thôi đúng không? Lên tiếp trên kia là rừng già đấy nhỉ? Chắc là ở đây cũng khá là nhiều mật ong ấy đúng không? Ở đây thì cũng có, nhưng mà cái tổ này là từ năm ngoái thì mình biết thì mình có ra khẩu hiệu ở đấy là mình đánh dấu ở đấy, người ta không dám lấy thôi. Ôi, thơm lừng luôn. Ngon thế. Ngon mà. Anh có cái đũa. Có. Lấy đôi đũa xem nào. Cái đũa là cái thìa cái gì đấy để múc xem nào có ngon không. Rất là thơm, các bác mở ra cái là cái mùi thơm của nó đã lan tỏa rồi. Nhìn thơm lắm, chỉ muốn ăn luôn đi. Hôm nay chắc là phải ăn no ăn no mật ong của anh Hầu mới về được các bác. Có cả con luôn hả anh? Còn nó lấn vào đấy thì cái con nó bấu vào mật thì nó cũng chết rồi mà. À, đây có dính mỡ không? Không. Đâu, để mà múc nguyên mật thử xem đã. Ôi, này cô bác. Ôi dồi, nhìn vàng ống luôn nhỉ. Em đừng thò tay vào nó, các bác nhìn. Vâng. Không, em hôm nay không mang theo găng tay. Nếu mà găng tay thì lên thì có thể là lấy cầm lên cả miếng cho các bác xem. Anh ăn mấy miếng ở đấy rồi không, không về được. Là múc cái... Đói. Miếng to lên xem nào. Nó toàn là bầu mượt thôi, cái con có nhộng cái anh không lấy được, anh để lại để cho nó sinh sôi để nở ấy. À thế anh vẫn để lại xong, nếu như mà mình lấy hết là nó di chuyển đi chỗ khác. Nó chuyển đi chỗ khác ngay. Anh không lấy đũa, lấy cái này hơi khó lấy. Ui, nhìn này. Thật ra nó rất là ngoài phía. Chất lượng thế. Ui, nhìn gì à, rất là thèm luôn các bác. Đây là test cho các bác cùng xem thôi. Chỉ là ngon thế anh. Ngon mà. Nguyên mật luôn này. Đây các bác ạ. Ô đây này. Rất là nhiều luôn. Cái này phải 20 cân đấy nhờ. Ừ. Được không? Cái này nó rơi vào tầm 18 đến 19 cân đấy. Anh ngáng áng chừng này bởi vì cũng khá nặng mà anh điều cả cái sọt này nó cũng nặng phết đấy. Em mà thử một miếng được không? Ờ em bỏ ra ngoài đi. Không, em lấy cái cầm miếng thôi. Đây cô bác, cháu Khương sẽ thử một miếng xem thế nào. Đấy, trông rất là đẹp luôn này. Thơm. Ngon. Ngon thật sự cô bác. Ngon không? Ngon. Anh lấy chẳng ngon. Cái này thì anh với ông anh năm ngoái gặp là chia đôi. À, chia đôi à? Đây thì đem xuống huyện để nó dốc ra xong là chắc vào chai thôi. Con này không thể mình bắt đại được. Bởi vì nó có con thì nó mật ong nó không giữ được lâu. Mật ong xịn này chia cho em một ít đi. Em mang về em gửi cho các bác. Hôm trước là cho các bác. Anh bớt cho em anh bớt cho em một nửa đấy nhá. Một nửa đi. Thì mang xuống huyện em chia nhỉ? Có em có cân, ở nhà có cân không? Không, nhà cháu cân. Dưới huyện có cân để em chia anh em mình mỗi người một nửa. Gửi cho các bác thèm mật lắm. Mật là mật xịn đấy. Đấy. Thế còn ngoài ra có thường thường là có lấy được thêm không? Anh chỉ lâu lâu anh mới lấy được một chuyến thôi. Tại vì hôm nào về nhà thì có được lấy rồi. Bây giờ cũng biết là có 2-3 tổ nhưng mà xa quá. À. Ở trong rừng thảo quả của anh cơ. Bây giờ đi vào đấy thì mất một ngày một đêm thì anh không đi được nữa. Ừ. Lúc nào có anh em chung nhau thảo quả đi lấy thì anh đi lấy được. Thế bây giờ anh cũng đi quay phim nhiều nên là không có thời gian để đi vào rừng. Vào rừng khoảng ngủ đấy một đêm mới về được. Đi sâu lắm à? Đi sâu lắm.
chấp Lào Cai. Thế là chỗ này anh phải đi cả buổi sáng nay rồi đúng không? Sáng nay anh có sẵn ở đấy rồi thì anh đi việc đấy vào lấy thôi, anh đi từ lúc là 7 giờ. Rồi, ok. Thì cái này thì em cái này là có cả mật này thì mình từ vắt thì nếu như mà các bác lấy tầm độ 2 lít trở lên thì mình tặng sáp cho các bác luôn. Ừ, thế cũng được. Đấy cả sáp ấy nữa. Bây giờ nhá, em nói này này. Bây giờ cân là rất là khó. Anh em mình mai đi, mai anh xuống cái kia thì anh em mình vắt xem là được bao nhiêu chai, anh em mình mỗi người một nửa. Ừ. Xong là các bác nào lấy thì anh em mình sẽ, nếu như lấy 2 chai 2 lít trở lên thì anh em mình sẽ tặng thêm một ít sáp nữa. Ừ. Cho các bác. Các bác thích sáp. Đợt vừa rồi là em lấy nhà ông gì ấy, ông gì cũng đi trên rừng lấy xong là chia, người ta cũng mang cái sáp nó đi hết rồi. Thì các bác rất là thích sáp nhưng mà không có sáp để gửi cho các bác. Đấy, bây giờ mình tự có như này thì mình sẽ thôi là có đợt chương trình khuyến mại nữa tặng cho các bác, cho các bác một ít để làm kỷ niệm đi, làm cái quà đi nhỉ. Đúng rồi. Chỗ này buộc lại đi. Buộc lại tí hay là lúc nào anh xuống anh mang xuống nhá. Để anh em mình cân đối xem là được bao nhiêu chai. Ok. Chỗ này thì hay là thôi cái này để cho anh, xong là chú lấy 2 chai kia đi, cái chai kia, 2 chai kia là của bác gặp tổ này này, bảo anh đi lấy chia đôi à. Thì anh ấy có được 2 chai anh ấy bắt làm trước, anh gửi cái chai vào đấy, bảo anh là có một tủ con con thì anh muốn làm của riêng không chia nhau nữa. 2 chai á? 2 chai thôi. Đâu đâu, em anh để anh mang cho em xem nào. Ui, cái túi rất là to này. Này phải được tầm cân lên, chắc phải tầm đôi chục cân. À đây ạ. Đây. Ui. Cái này cũng đi vắt ra rồi. Anh vắt hay là ai vắt đây? Cái này ông anh kia vắt. À. Em bảo là em gửi cái chai này, em bảo là phải làm sạch sẽ chắc chắn thì em mới dám lấy. Đúng rồi, nếu mà anh mà ở đây khu nhà anh ấy có các bác đi lấy về ấy, thì là anh cứ lấy nguyên cả tổ cả mật thôi, đừng có lấy nguyên mật như này. Ví dụ như các bác có thể tự vắt ra là không được sạch sẽ lắm ấy. Ừ. Thì là mình sẽ mang cả cái mật và cả sáp luôn, lấy cả luôn thì mình vắt ra xong là sáp tặng các bác luôn. Ừ. Đấy rất là tiện. Ôi dồi, nhìn màu vàng đẹp tựa của bác. Đây anh ấy cũng làm sạch sẽ lắm, anh ấy cũng là hay đi rừng, anh cũng bán vàng bán ấy. Vâng. Thì anh cũng có không làm được người ta đâu. Nhìn cái tướng của anh là không qua là người vào rừng thì nhìn nó vậy thôi, nhưng mà về nhà tắm rửa sạch sẽ thì mới bắt. Nhìn màu mật với cái chưa vắt ra và cái vắt ra rồi nhìn giống nhau y hệt luôn các bác ạ. Ở trong này là màu nó khác với nhà ông gì một chút nhờ. Ừ. Thấy nhà ông gì là màu nó hơi đậm một chút. Ừ, cái này là hơi nhạt so với màu của ông gì, nó không đậm như nhà ông gì. Nhà ông gì là đậm, có màu đậm hơn. Nó tùy từng cái khu mà có cây hoa ấy anh. Ừ. Cái này là nó cũng lấy từ cây hoa ra thôi mà mật đấy. Ừ. Thì chỗ nào mà bây giờ là mật ong mùa này các bác ạ, mùa này thì bây giờ nó không được đặc sánh như đợt mùa đông đâu, bây giờ thì đang có mưa ở trên rừng nên bây giờ rớt ra nó như thế này thôi các bác. Ừ. Nó không như đợt mùa đông thì nó đặc sánh hơn, đặc sánh hơn bởi vì là bây giờ là có mưa nên là những cái ở trong khí hậu ẩm áp ẩm ở trong rừng ấy thì nó lúc nào cũng mưa thì nó động được 2-3-4 ngày thậm chí là một tuần, nên là mật ong không được đặc sánh mùa đông. Không sao anh, cái này là mật nó là tùy từng mùa. Mình là cứ lấy mật ong xịn, mật ong rừng nguyên chất là mình bán thôi. Ừ. Đấy, còn cái này là chỗ này là anh vắt ra rồi. Bây giờ nhá, không cần nói nhiều thì anh em mình sẽ lấy cái chỗ này đi vắt xem, chỗ cái kia vắt xem là được bao nhiêu thì kèm luôn cả 2 chai luôn, xem là được bao nhiêu chai anh em mình chia đôi bán cho các bác. Đấy. Đấy, được. Đây là lấy cả sáp này, bây giờ em lấy cái này đi thì em không có cái gì để tặng sáp cho các bác rồi. Đấy là mỗi người một nửa, xong là vắt cái chỗ này ra để chia đều ra. Mỗi người được bao nhiêu thì anh em mình chia đôi ra để em sẽ bán lại và đưa cho anh tiền luôn. Nhất là hộ anh có thêm được cái nguồn kinh phí nó đấy cho anh nhé. Thôi thì anh ra đây để em gửi cho anh một phần quà nữa, hôm nay lên khá là vui thì cái này để nguyên đây đó. À, lấy 2 chai mật về đây để chỗ này sáng hơn, nhìn nó đẹp hơn này. Đấy. Ui, nhìn chỗ có đủ ánh sáng nên rất là đẹp luôn các bác. Cái túi ba lô của anh đâu ấy nhỉ? À đây. Đây hôm nay em lên có một tin là báo với anh rất là vui. Một tin mừng có phần anh và phần của em nữa. Vừa rồi thì em có nhận được 2-3 cuộc điện thoại của, nói chung là nhiều rồi, từ lâu rồi. Các bác là muốn là
cho em lên là ghi hình về cái cuộc sống của anh cũng như là ngôi nhà của anh. Em cũng chưa có dịp là ghi hình, chỉ có Quyền Điển và Kết Nối Yêu Thương lên đây để ghi hình chia sẻ gia đình anh thôi. Thì hôm nay thì em mới có dịp là chia sẻ cho các bác cùng biết về cái gia đình của anh và cái cung đường di chuyển lên nhà anh. Và ngoài ra thì có một bác là cũng muốn là cho em ghi hình lại cái cung đường từ dưới kia lên nhà anh để xem là cái cung đường đấy là nếu như mà em đo xong rồi và xem qua, nếu như mà rơi vào tầm khoảng bao nhiêu tiền nếu như mà đổ một cái đường bê tông khoảng là 1 mét hoặc 1,5 mét từ dưới kia lên đến đây thì là áng chừng khoảng bao nhiêu tiền, thì báo lại với cô ấy. Em cũng thứ nhất là một công đôi việc luôn. Thì thôi bây giờ thì cái kia tí nữa em về em sẽ tính sau xem là khoảng bao nhiêu tiền rồi báo lại với bác xem nếu như là bác hỗ trợ được ở cái cung đường từ dưới kia lên đến đây thì tốt cho cái khu đây. Ở đây là bây giờ hiện tại là có bao nhiêu hộ anh nhỉ? Bây giờ thì đang có ở chính là 3 hộ. 3 hộ ạ. Những hộ khác thì chỉ có đến mùa làm ruộng, làm nương thì mới lên thôi. À, nhưng mà cái cung đường này em nghĩ là ruộng nương ở đây rất là nhiều, người ta đi lại cũng khá là nhiều đấy đúng không? Coi như là những cây cỏ, những rau cỏ các thứ là bà con ở trong khu này xong mới chuyển sang bên kia đấy. Vâng. Đấy thì thôi, cái này thì tính sau đi. Thì em có nhận được một bác ở bên nước ngoài là bác Tuấn Kỳ thì gửi cho hai anh em, có phần anh, có phần em và 1.000 đô, tổng là chú có gửi là 49 triệu. Đấy là tiền tiền Việt Nam là 49 triệu. Thì là chú có dặn với em là cho bản thân của em là 500 đô, đấy còn anh là 400 đô. Đấy 400 đô thì ở trên mình là đổi được 23. Anh có điện thoại ở đấy không? Anh nhân hộ em phát. 23 thì sẽ được khoảng bao nhiêu tiền? Anh có điện thoại đây. Đây. Anh mở xem nhân thế nào. Bốn trăm à? Đúng rồi, 400 nhân 23. Nhân 23. 9.200. 9.200 đúng không? Đúng. Đấy thì là của phần anh là 9.200. Thì em sẽ thống nhất với anh thì tại vì là các bác cũng rất là tò mò về hoàn cảnh của anh, là thấy anh sống rất tình cảm và muốn là giúp anh để làm sao nếu như mà sau này thì em cũng đang muốn là xây dựng quý để nếu sau này anh có duyên với các bác thì là các bác là muốn anh đi hạ sơn, đi trên nhà anh ở đây rất là khó khăn. Đấy, anh có anh chắc là cũng muốn hạ sơn lắm rồi đúng không? Cũng là rất là mong muốn là khác rồi chứ. Chỗ này là nói thật là đi lại một lần là rất là khó. Thế thì cái số tiền là 9.200.000 thì bây giờ em sẽ đưa cho anh 9.200.000 trước, xong là tí anh em mình sẽ tính toán lại sau nhé. Một này, hai này, ba, bốn, năm, sáu, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10, 19, 20, 18 là 18 tờ. 18 tờ thì không có thêm đâu. Anh có tiền lẻ không? 200 không? Anh không có đâu. Thôi không có 200 thì coi như là em được 500 thì em sẽ bớt cho anh 300.000. Em được 500 đô thì cho anh tròn là 9 triệu rưỡi luôn nhé. Đây, 9 triệu rưỡi. Thế còn phần còn lại là còn 1.000 đô là sẽ cho vào hoàn cảnh, thì cũng chưa rõ là sẽ vào cho hoàn cảnh nào. Về thì em sẽ thống nhất với lại chú xem thế nào đó. Đấy, bây giờ sẽ đếm cái số tiền là 9 triệu rưỡi. Cứ xếp như này cho dễ đếm tiền, là mình phải rõ ràng, không là chết giờ đấy. Nhầm cái là không ổn đâu. Người ta bảo rồi, tiền bạc thì phải văn minh, còn ái tình là phải dứt khoát đúng không? Anh biết. Đấy, đây là xem nào. Cứ là 2 tờ là 1 triệu này cô bác. Còn cái chỗ này là 500.000 thì tính sau. Đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6
7, 8, 9 là đủ 9 triệu nhá. Còn chỗ này là 500 nghìn. Đấy, anh bây giờ anh đếm xem là có đủ 9 triệu dưới không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, đủ 9, đấy, 9 triệu dưới. Nên là em cho anh 300 là cho tròn 9 triệu dưới nhá. Không là nếu như anh có tiền lẻ thì có thể là bù em 300. Mà trừ vào một đông anh được mà. Thôi thế cái này tính toán sau đi. Cái này cứ cho, bây giờ em không có tiền lẻ thì cứ cho 9 triệu dưới đã nhá. Thì cháu Hầu mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đang theo dõi trên kênh Em Minh Khương TV. Vừa nãy thì cháu cũng đang về từ trên đường về thì mải mê quá, đang mệt quá. Thì đến giờ thì cháu mới mở được lời chào đến toàn thể các bác, mong các bác thông cảm. Hôm nay thì cháu có lên trên nhà thì đi lấy mật ong rừng, cũng như là thứ hai thì đi lấy đi cây để trồng thêm cái gốc bên nhà bếp của bác ạ. Thì bây giờ thì em Khương hôm nay đến đây thì trao quà đến cháu và cháu cảm ơn tới toàn thể cô bác và quý ông bà và các mạnh thường quân luôn luôn đồng hành cùng anh em chúng cháu và trao những món quà yêu thương để đến với hoàn cảnh của cháu ở trên này. Và đặc biệt hôm nay thì cháu có nhận được thêm phần một chú là chú gì Tuấn Kỳ ở bên nước ngoài đã tài trợ cho cháu những món quà rất là to lớn. Cháu thay mặt gia đình cảm ơn tới chú Tuấn Kỳ rất là nhiều và chúc chú có một cuộc sống an lành và vui vẻ bên gia đình chú nhé. Đấy, hiện tại thì hai anh em có nụ cười rất là lớn đến với Tuấn Kỳ, tại vì là hôm nay cháu mới có lên được video đầu tiên về cái món quà rất là lớn của chú, và có phần quà của cháu Khương là 500 đô và anh A Hầu là 400 đô. Đấy, hôm nay thì cháu mới có dịp lên để trao cho anh A Hầu cũng như là bản thân của cháu, thì cháu nhận được một món quà của chú rất là lớn. Cháu cảm ơn chú rất là nhiều. Chú đã giúp hai anh em chúng cháu có thêm cái động lực và đi chia sẻ những cái hoàn cảnh và mảnh đời ở trên vùng cao chúng cháu. Chú ạ, cháu chúc chú và gia đình có thật nhiều sức khỏe và cũng mong sẽ tiếp tục có sự đồng hành của chú và tất cả mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng hai anh em chúng cháu để tiếp tục đi trên con đường thiện nguyện. Bây giờ thì số tiền cũng khá là lớn. Bây giờ là một số món quà thì anh vẫn còn, thì hôm nay em cũng chưa nói với anh cả, tại vì là cái số tiền thì bây giờ là cũng khá là lớn, tại vì là vừa rồi ấy, thì em cũng có nhận được một số khoản là từ cô ở bên nước ngoài, thì bây giờ cô là cũng không muốn là tiết lộ thông tin và không muốn nhắc tên của cô. Thì vừa rồi thì cô có chia ra chỗ nhà ông dì và bớt cho anh A Phúc một chút, và chỗ em Quyền là hiện tại cũng có một số quý hỗ trợ nhà anh. Thì cái số tiền bây giờ là ở đây là có 9 triệu rưỡi, thì anh sẽ tính anh dùng để sinh hoạt hàng ngày, hay là anh muốn là bọn em xây dựng quỹ hay là làm nhà, thì anh có thể là nói cho các bác cũng biết là và bản thân em biết để em xử lý. Đấy. Cái này thì đang là 9 triệu rưỡi thì số tiền này thì cũng khá là lớn. Bây giờ thì anh để ở nhà thì cũng không yên tâm. Nếu mà theo anh thì bây giờ em cứ cầm hộ anh đi. Sau đó thì gửi dựng lên cho anh thêm một quỹ. Nếu mà sau này có được các bác ủng hộ thêm thì em cứ góp vào cho anh. Còn bây giờ thì 9 triệu rưỡi thì anh cầm tạm mà 500 thôi cho nó tròn tiền. À, vâng. Còn lại thì em cầm hộ anh, cũng như bây giờ chỗ em Quyền thì em vẫn còn cầm hộ anh rất là nhiều mà. Hình như là hơn chục triệu. Thế thì thế nếu như mà anh có ý như thế thì em cũng xin phép là giúp anh, và em sẽ xây dựng một quỹ. Nếu như mà có các bác mà tài trợ thêm thì em sẽ xây dựng một quỹ sau này. Nếu như mà kênh của em với cả kênh của em Quyền mà đủ kinh phí để mua đất làm nhà thì bọn em sẽ tiến hành làm sao để giúp đỡ anh. Tại vì là cho dù là anh có đi làm những cái công việc cùng em thì công cán cũng rất là thấp thôi. Đấy, ăn tiền YouTube thì tháng có được anh mới như này thì tháng chắc để được tầm 2 đến 3 triệu thì cũng đủ tiền sang đi lại thôi, cũng rất là khó khăn. Đấy, thế thì em xin phép là em sẽ giữ lại cái số 9 triệu nhá. Anh cầm lấy 500. Đây là hôm nay thì cháu cũng có gặp anh A Hầu, và anh A Hầu cũng có dặn với cháu Khương là sẽ xây dựng quỹ. Thì cháu cũng xin phép chú Tuấn Kỳ và anh A Hầu sẽ xây dựng một cái quỹ cho anh A Hầu thôi. Đấy, thì bây giờ để mà số tiền này anh mà để ở nhà thì anh cũng không yên tâm được, là thứ nhất. Thứ hai là nếu như mà cứ để ở nhà ngày tiêu một tờ đến hai tờ thì trong một tuần là bay hết rồi.
là không bao giờ mà đủ để làm nhà được cô bác. Thì cháu cũng xin phép là sẽ giữ lại, em sẽ xin phép là em giữ lại cho anh là 9 triệu. Em bây giờ em hiện tại là em cầm hộ anh 9 triệu nhá. Còn ngoài ra nếu như mà các bác gửi thêm thì em sẽ lại lên công khai và trao cho anh. Anh muốn làm quý lại đưa cho em, thế thôi nhá. Bây giờ là sau em... nếu mà có các bác trao thì em cứ lên danh sách thông báo thôi, còn tiền chưa cần tìm giúp cũng được, để tài khoản em được. Rồi rồi, ok. Thế thì hôm nay thì cũng rất là vui, có cái món quà rất là lớn của chú Tuấn Kỳ từ bên nước ngoài tài trợ cho hai anh em chúng cháu, anh Hậu và bản thân cháu Khương. Còn ngoài ra là còn có 1.000 đô nữa thì chú sẽ cho hoàn cảnh nào chú sẽ nhắn tin với cháu Khương và mang đi trao cho hoàn cảnh đấy. Thế ngoài ra thì cũng rất mong sẽ có được cả các bác hỗ trợ anh A Hầu mua những cái chai mật ong rừng nguyên chất từ rừng già về để anh A Hầu có thể là thêm được cái nguồn thu nhập cũng như là cái nguồn kinh tế để đi chia sẻ lấy tiền xăng hoặc là những cái đồng tiền để đi mua những cái món quà để đi thăm hoàn cảnh ấy các bác. Mong sẽ được các bác ủng hộ. Hôm nay thì anh Hầu có mang được cần tầm khoảng 20 cân thì anh em chúng cháu sẽ chia đôi ra mang xuống cái kia để vắt, và nếu như mà các bác lấy được tầm 2 chai mật ong như thế này thì chúng cháu sẽ tặng thêm một ít sáp cho các bác. Đấy, các bác muốn ngâm rượu hoặc là làm cái gì đấy thì tùy các bác. Chúng cháu sẽ có chương trình là tặng sáp của bác nhé. Còn bây giờ thì có lẽ là cháu cũng xin phép là khép lại cái nội dung video tại đây thôi. Cũng mong sẽ có sự đồng hành, các bác sẽ tiếp tục cùng chúng cháu đi theo con đường thiện nguyện và đi giúp được nhiều hoàn cảnh hơn. Đấy, bây giờ nội dung thước phim đến đây thì cũng khá là dài rồi. Cháu cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Xin chào các bác. Xin chào các bác.